Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là ngã 6 Cộng Hòa năm xưa và cũng là ngã 6 Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Thì trước mặt chúng ta đó là bên cánh phải là đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương, và bên cánh trái là đường Nguyễn Hoàng, Trần Phú năm xưa, và bên cánh trái nữa đó là đường Cộng Hòa và Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Và bên cánh trái nữa đó là đường Phạm Viết Chánh. Đường Phạm Viết Chánh ngày nay thì có rất là nhiều quán nhậu ở đầu đường nè, chuyên bán những cái món gọi là thịt rừng. Và ở đây có rất là nhiều cái cửa hàng bán thịt khác nhau, và đây cũng có quán karaoke Kingdom rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Và sau lưng chúng ta đó là con đường Hồng Thập Tự. Theo thẳng hướng Phạm Viết Chánh này chúng ta sẽ đi về đường Cống Quỳnh, bệnh viện Từ Dũ nè ha. Và sau lưng chúng ta đây đó là con đường Hồng Thập Tự năm xưa và Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Và theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Cống Quỳnh, Cao Thắng, rồi vườn hoa, vườn Tao Đàn, hội chữ thập đỏ. Và hành trình hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn, chúng ta đi về một cái con phố rất là náo nhiệt, nhưng mà ẩn mình, không ồn ào, tuy đông đúc nhưng không ồn ào. Và con phố này có một cái sắc màu của Sài Gòn trước năm 1975, với những chung cư, quán cà phê xưa. Và đó chính là con đường Nguyễn Thiện Thuật. Thì đối với con đường Nguyễn Thiện Thuật về đêm thì có rất là nhiều hàng quán ăn uống, rất là nhiều trong khu chợ Bàn Cờ. Và ngày hôm nay nhân một cái buổi đi làm về sớm, và em mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng rảo bước trên con đường Nguyễn Thiện Thuật. Chúng ta sẽ đi từ đầu đường Nguyễn Thiện Thuật cho đến Phan Thanh Giản, điện phủ ngày nay luôn ha, để mình xem cung đường này với sắc thái ban đêm như thế nào. Và chúng ta đang ở đây đó là ngã ba Nguyễn Thiện Thuật và Hồng Thập Tự. Và bây giờ chúng ta sẽ qua đường ha, qua đường và cái vạch màu trắng này, và chúng ta sẽ đi thẳng qua bên kia luôn. Đây là con đường Hồng Thập Tự Nguyễn Thị Minh Khai nè. Và nơi đây có quán hủ tiếu rất là lớn, đó là hủ tiếu Nhân Quán ở bên đây. Quán Nhân Quán nằm ở đây. Thấy con đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay rất là đông. Và ta nhìn bên đây đó là ngã ba Nguyễn Thiện Thuật và Hồng Thập Tự. Chúng ta đợi bắn xe mình qua đường nha. Ở chỗ này hơi bị đông, qua đường phải cẩn thận. Và nếu anh chị có về Sài Gòn thì chúng ta cũng cũng nên cẩn thận ở cung đường này, vì chỗ này gần cái giao lộ ngã 6 nó rất là đông. Đối với con đường về đêm này, ở cung đường Nguyễn Thị Thuật này thì có rất là nhiều quán nhậu, quán cà phê nè. Còn ban ngày thì có chung cư, chúng ta sẽ thấy rõ hơn về hình ảnh của chung cư Nguyễn Thị Thuật. Chung cư mang cái sắc thái của trước năm 1975, cái màu rất là xưa cũ. Và đầu đường cũng thấy có quán bò bistec của quán thương hiệu Hai Con Bò, quán bò Mỹ. Từ quán Sang cho tới quán Cốc, quán nổi tiếng cho tới quán Bình Dân, rất là nhiều ở cung đường này. Và nếu mà đi ban ngày thì chúng ta sẽ rõ hơn, rõ nét hơn về hình ảnh của những cây đàn, con đường nổi tiếng về những cái cửa hàng bán đàn, đàn guitar. Và ngày hôm nay sẵn tản bộ thì em cũng mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang trên cung đường này. Và hay những cửa hàng bán đàn bên kia nè, rất là nổi tiếng từ rất là lâu rồi.
Nếu các anh chị đã từng ở khu vực bàn cờ này thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp và hình dung được cái sắc thái của cung đường này như thế nào thông qua video này. Còn các anh chị khác thì chúng ta cùng khám phá ha. Thông qua video thì cũng xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn đến bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vĩnh Lâm TV. Thấy cái hẻm 16 nè, thông đến cái đường Phan Đình Phùng luôn nè, thông ra đường bàn cờ luôn. Ở đây ngày xưa nổi tiếng cái quán cà phê ba chị em đó, cà phê treo leo, cà phê vợt rất là nổi tiếng ở hình như hẻm 109 thì phải. Mọi người thấy những cái cửa hàng ăn uống, bún mắm miền Tây nè, ở số 26 Nguyễn Thiện Thuật, rồi những cửa hàng bán đàn nè, những cái hình ảnh của cây đàn guitar từ lớn cho tới nhỏ rất là nhiều luôn. Và nơi đây có một cái trường dạy lái xe rất là nổi tiếng, đó là trường dạy lái xe Hoàng Gia, chỗ này em cũng có học ở đây nè, rất là lớn ở cung đường này. Một khóa học lái xe là phải xe 4 chỗ, của xe A3 và A2 phải, A2 lái xe 7 chỗ, 4 chỗ, 16 chỗ là khoảng 500-600 đô. Và thời gian học cỡ 6 tháng. 6 tháng mới có. Đối với cái đoạn này thì bán rất là nhiều đàn. Và cái đoạn đằng kia thì bán đồ ăn ha. Chúng ta xíu nữa mình sẽ đi đi ngang đó. Sẽ có rất là nhiều cửa hàng. Rất là nhiều quán ngon. Đây bún bò Huế 62 nè. Rất là nổi tiếng ở đường Nguyễn Thiện Thuật này. Nhưng mà quán bán luôn ban đêm nè ha. Cũng bộ Huế 62 và đây có một cái tiệm bán bánh giống như là Như Lan ngoài Sài Gòn vậy đó, nhưng mà ở đây là quán bánh mì Hà Nội, cửa hàng bánh rất là nhiều, bánh giò, bánh hamburger, rồi bánh bánh mì, rồi bánh bánh gì nữa ta, bánh gì mà hai miếng bột kẹp lại với miếng chả đó, bánh cái bánh dày, bánh chưng, những đặc sản Hà Nội thì có rất là nhiều ở cái cửa hàng này. Cửa hàng cũng rất là lâu rồi, 83-85 Nguyễn Thiện Thuật, ở cái nhà rất là lớn. Và đặc biệt ngay đây có một cái chút xíu nữa chúng ta sẽ đi đến một cái quán bán nước sâm rất là nổi tiếng, đó là nước sâm Bình. Sài Gòn bây giờ là 6 giờ hơn và hiện tại em đi làm và chưa về nhà, sẵn đây đi dạo một vòng rồi chúng ta cùng thưởng lãm rồi đi về tắm rửa ăn cơm cho nó ngon. Và cũng có nhiều anh chị thắc mắc hỏi Vinh Lâm đi làm nghề gì, và hôm nay sẵn đây em cũng chia sẻ luôn và giới thiệu các anh chị. Chắc hôm nào em sẽ live stream và nói rõ hơn ha. Thì em làm IT cho một cái công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp những cái thiết bị công nghệ của các hãng Dell, HP, rồi Lenovo, Acer, Asus, nói chung là những cái thiết bị về máy vi tính đó.
các anh chị trong quá trình sử dụng vi tính thì có thắc mắc gì cứ comment em ha, và liên hệ em sẽ có thể khắc phục cho các anh chị từ xa. Và ở đây chúng ta sẽ có cái quán nước sâm 131 Nguyễn Niệm Phật, và đó là nước sâm bình. Quán nước sâm mà em cũng có một vài lần uống và quay gửi các anh chị và các bạn đó. Ở nước sâm bình ở cái nhà rất là cao nè. Sài Gòn về đêm ở cung đường này rất là tấp nập và náo nhiệt, nhưng mà không có ồn ào, vắng lặng. Và chúng ta đang có mặt đây là giao lộ Phan Đình Phùng năm xưa và Nguyễn Đình Chiểu ngày nay, giao lộ Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thiện Thuật. Và theo thẳng hướng Nguyễn Đình Chiểu này, chúng ta sẽ đến chợ chợ Bàn Cờ, chợ Bàn Cờ bên cánh trái. Và bắt đầu chúng ta đi vào cái trung tâm ăn uống, quán nhậu cà phê rất là tấp nập nè, ở khu chợ Bàn Cờ. Và chúng ta thấy ngay đây có cái nhà trắng trắng nè, bán rất là nổi tiếng, chả Thiên Hương, giò chả Thiên Hương nguyên hương đó, bánh mì nguyên hương. Rồi đối diện đó thì có một cái quán chè cũng rất là nổi tiếng luôn. Và bây giờ mình sẽ đợi đèn đỏ và mình sẽ qua đường ha. Đợi đỏ bên kia nhưng mà người ta đứng lấn lên đây xa quá, khó qua. Đợi cái đèn đỏ tiếp theo nữa. Ở Sài Gòn thì xe cộ rất là tấp nập, nhìn thấy chóng mặt luôn á. Xe máy rất là nhiều ha. Và chắc là không có nước nào mà nhiều xe máy bằng Việt Nam hết. Và dân số Sài Gòn bây giờ là hơn 10 triệu dân rồi. Rất là đông. So với ngày xưa thì rất là lớn. Rồi bây giờ chúng ta qua đường nha. Ở đây chúng ta thấy có trái cây 130. Trái cây tươi. Và bên kia là quán nhậu 143 Nguyễn Đình Thuật, quán nhậu Mỹ Hương ngay đầu hẻm. Quán nhậu Mỹ Hương nè. Và bên cánh phải chúng ta cũng có quán nhậu nữa nè. Rất là đông luôn. Cái con đường này rất là thích hợp cho các anh chị thích ăn uống rồi thích làm vài vé. Và con hẻm này hẻm bán ốc nè. Hẻm bán ốc về đêm, hẻm là không có để số. Hẻm 51 Nguyễn Thiện Thuật. Đấy, con đường này cũng giống như con đường Nguyễn Cảnh Trân vậy đó. Nhưng mà con đường này có nhiều quán ăn uống hơn. Và chúng ta nhìn bên kia là gà xiên que, xiên lửa gì đó ha. Quá xá luôn. Ở đây thì có món cháo tiều. Cháo tiều nằm trong chợ. Trong chợ, chợ Bàn Cờ. Và cháo tiều nằm trong cái hẻm bán đồ sida đó. Hẻm đó thông với cái hẻm cốc tai 53 Cao Thắng luôn.
Và chúng ta thấy ở đây có bánh mì, cơm gà xôi mỡ. Bánh mì nè, con hẻm này rất là nhiều quán ăn luôn nè. Chổi đu đủ rồi bún mắm rồi canh bún. Rất là nhiều luôn, cơm tấm. Và Sài Gòn vừa mưa xong. Lúc nãy chúng ta chạy một vòng ở khu Bàn Cờ. Và bây giờ chúng ta đi bộ ở khu Nguyễn Thiện Thuật để mình thấy rõ nét hơn về những cái hình ảnh quán ăn. Còn ăn uống như thế nào thì chắc các anh chị sẽ gặp nhau trong video khác của em ha. Đó, bây giờ mình nhìn thấy quang cảnh thôi. Chứ quán nào cũng vô ăn thì thật sự ăn không nổi. Và thông qua đây thì các anh chị có thể chọn cho mình một cái cung đường ăn uống và mình có thể tham quan ngắm cảnh khi mà về Sài Gòn. Mình thích quán nào thì mình có thể đi vô ăn quán đó. Và hy vọng trong những hình ảnh của quán ở trong video sẽ hợp nhãn, hợp khẩu vị của các anh chị. Ở đây có bánh bao, sữa tươi, sữa bắp, bánh mì. Và con đường này ban ngày thì có một cái sắc thái khác. Nên đó là hình ảnh của những người bán trái cây trong chợ Bàn Cờ. Và những con hẻm ở trong chợ Bàn Cờ này khi mà trời mưa đó, nó sẽ có một cái động vũng nước chèm nhẹp. Nếu mà để các anh chị đi dép Lào là bắt đầu nước nó búng lên. Đây là hẻm 212, cũng bán rất là nhiều đồ ăn ở trong những con hẻm này. Bạn ta thấy bên kia là hẻm 213 đi vô chung cư Nguyễn Thiện Thuật đó. Chung cư có hình ảnh màu sắc của Sài Gòn trước năm 1975. Để hôm nào em đi vô đó, đi bộ đó quay để bà con mình xem rõ hơn ha. Em cũng thích quay những cái cảnh mà xưa xưa, cổ. Và bên tay phải chúng ta có những con hẻm. Những hẻm đó thì hẻm nào cũng thông vô chợ Bàn Cờ được hết. Và ban ngày ở đây rất là đông, rất là náo nhiệt. Nhưng mà chợ này thì rất là lớn. Thấy những quầy trái cây đó, những sạp bán trái cây nè, xoài, ổi, mận. Rau má 12.000 ly, rồi bánh ướt 15.000. Và kia là Thánh Thất Quỳnh Đức, Họ Đạo, quận 3. Bên kia mình thấy bánh mì 83. Và bên kia là bánh mì 83 ở số 253 Nguyễn Thiện Thuật. Và chúng ta thấy cái thương hiệu rất là lạ. 83, chắc có lẽ là nằm ở số 83 cũ hay sao. Rồi, và chúng ta tiếp tục đi tiếp ha. Mình cũng gần đến cái con đường đến con đường dần rồi. Đối với đoạn này thì hơi bị tối. Mà khúc này thì nhà rất là lớn không. Đường Nguyễn Thiện Thuật nhà lớn. Cái đoạn này lớn.
thông qua những cái video về những cái cung đường, thì em cũng muốn gửi đến các anh chị những hình ảnh về ăn uống, rồi du lịch, rồi khách sạn, rồi nhà nghỉ, rồi cái ký ức về ngày xưa, những thay đổi so với ngày xưa, rồi những cái hình ảnh về căn nhà xưa. Đó, nên thành ra một cái khu vực em phải quay vài ba video để bà con mình xem nó rõ hơn. Và chúng ta đang có mặt ở đây là số 306 Nguyễn Thiện Thuật, và nơi đây là khách sạn Black. Karaoke, spa, rồi massage luôn. Kế bên thì có quán dê, bàn cờ. Chắc lẽ bàn cờ ngày xưa nổi tiếng bán quán dê. Nên ngày nay có quán dê, bàn cờ ở cung đường Nguyễn Thiện Thuật. Bia không thấy không? Quá trời bia luôn nè. Việt Nam đứng cũng top 10 thế giới về lượng tiêu thụ rượu bia đó. Và bên kia là số 345 Nguyễn Thiện Thuật. Ở đây bây giờ nhà cao cửa rộng đó mà. Chỉ có chung cư cư xá Nguyễn Thiện Thuật là vẫn như ngày xưa thôi. Hôm nào chúng ta sẽ gặp nhau trong cư xá đó nha. Đây có chị bán bắp xào, bắp nướng. Đối với Sài Gòn vừa mưa xong thì ở trong chợ sình lầy lắm. Nên thành ra lúc nãy em định vô chợ rồi, mình tại mang giày. Mang giày nên thành ra không có hợp cho lắm. Nên hẹn bà con trong những video sau ha, trời khô ráo rồi mình đi dạo vô chợ ăn uống cho nó thoải mái. Và cái video của em đến đây chắc xin tạm dừng. Một số hình ảnh ở cung đường Nguyễn Thiện Thuật, đi qua những cái hàng quán ăn uống, rồi những cái cửa hiệu bán đàn, những khách sạn đi ngang trên đường này, và chia sẻ cùng các anh chị và các bạn. Hy vọng trong những video này các anh chị có những cái ký ức về cung đường Nguyễn Thiện Thuật, và cho em xin cái comment ha, trong quá trình thực hiện video cũng không tránh khỏi cái sự thiếu sót. Nên thành ra nếu có sơ sót các anh chị thông cảm ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Chúng ta đang ở giao lộ Điện Biên Phủ và Nguyễn Thiện Thuật nè. Phan Thanh Giảng, Nguyễn Thiện Thuật ngày xưa. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường. Định kết thúc nhưng mà tặng qua đây cho bà con mình xem một khung cảnh khác của cung đường Phan Thanh Giảng. Thẳng con đường này mình sẽ đến ngã 6 Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, rồi Lê Hồng Phong, Bê Rút Ký đó, Minh Mạng, rồi nếu ta thẳng hướng này mình sẽ ra bến xe miền Đông luôn nè, Cao Thắng, rồi trường Nguyễn Thị Minh Khai, trường xưa, trường nữ sinh. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn.